Uống nước chanh với mật ong khi bụng đói có tốt không? Nhiều người uống nước chanh với mật ong mỗi sáng để giảm cân. Đây có thể là một thói quen tốt vào buổi sáng đối với một số người, nhưng uống mật ong và nước chanh khi bụng đói có thể không tốt với những người mắc các bệnh như loét dạ dày, tiểu đường, người từng phẫu thuật, v.v. Những lợi ích của nước chanh mật ong có thể thấy đó là chanh và mật ong có nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ cơ thể chống lại các gốc tự do. Đây là một thức uống tuyệt vời vào buổi sáng. Bạn chỉ cần dùng một ly nước ấm với vài giọt mật ong và một thìa nước cốt chanh. Đồ uống này làm tăng hoạt động trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy chất béo. Khi uống nước chanh mật ong, nước không được quá nóng và bạn chỉ nên uống tối đa 200 đến 250ml nước chanh mật ong, uống chậm và thưởng thức hương vị. Nếu bạn cảm thấy bụng mình như bị đốt cháy sau khi uống mật ong và nước chanh khi bụng đói thì có thể bạn đang có vấn đề về axit hoặc loét dạ dày. Điều này có thể sẽ kích thích dạ dày và khiến bạn có thể bị đau. Nước chanh và mật ong cũng không tốt cho người bị tiểu đường vì độ ngọt. Vì vậy, là một bệnh nhân tiểu đường, chuyên gia nói rằng bạn nên tránh xa đường và mật ong. Nước uống chanh và mật ong không thích hợp với những người đã phẫu thuật giảm cân, bởi chuyên gia cho rằng với những người này, nếu tiêu thụ đường bao gồm cả mật ong hoặc đường fructose có thể sẽ mắc hội chứng dumping, còn được gọi là làm rỗng dạ dày nhanh chóng.